phải tiếp cận phát triển ngành y tế một cách tổng thể, toàn diện, cả y tế công lập và y tế tư nhân, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác công tư, không phân biệt công lập hay ngoài công lập, cần xác định rõ vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của mình trong tiến trình phát triển bền vững của đất nước để có những bước đi, những đóng góp phù hợp và xứng đáng. Đây là một trong những kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Toàn quốc về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững, diễn ra sáng nay 21 tháng 8 tại trụ sở Bộ Y tế, với các điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Cùng dự tại đầu cầu trụ sở Bộ Y tế có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan. Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ cuối tháng 3 năm 2022 đến nay, trung bình 7 ngày qua, mỗi ngày có khoảng 2.000 ca mắc mới trong cộng đồng, số ca tử vong là một trường hợp. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ và hiệu suất sử dụng vaccine cao, tốc độ tiêm nhanh, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trên tổng dân số cao gấp đôi tỷ lệ trung bình trên thế giới. Tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cao hơn một số quốc gia phát triển như Mỹ, Đức, Ý, Pháp. Báo cáo của Bộ Y tế cũng cho biết, trong 2 năm qua, ngành y tế đã tích cực xây dựng luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, tham mưu chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong lĩnh vực y tế. Chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được duy trì nâng lên, người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Ngành đã mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh, liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán, đẩy mạnh triển khai nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến từ xa, kết nối gần 30 bệnh viện tuyến trên với 1.500 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, kể cả vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, hơn 2 năm qua, chúng ta không bao giờ quên được những ngày tháng trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Đảng, nhà nước và nhân dân ta cũng không bao giờ quên những vất vả, hy sinh và sự cống hiến thầm lặng, hết mình, không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong phòng chống dịch, được cả xã hội trân trọng. Những hy sinh vất vả, nhọc nhằn của ngành y tế đã góp phần quan trọng để chúng ta kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội phục hồi và khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Chúng ta tự hào và tin tưởng vào đội ngũ 500.000 cán bộ y tế của nước ta có kiến thức rộng, chuyên môn sâu, tay nghề tốt, trình độ trong một số lĩnh vực y học của Việt Nam ngang tầm với trình độ của thế giới. Trăn trở làm sao để người dân có cuộc sống khỏe mạnh và tuổi thọ ngày càng được nâng lên, mong muốn hệ thống y tế phát triển toàn diện, đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng nhấn mạnh. Phải thấm nhận cái quan điểm là đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Thương yêu chăm sóc người bệnh như là anh em ruột thịt, như là bố mẹ mình. Coi họ đau đớn cũng như chính mình đau đớn. Thì như thế mới gọi là thầy thuốc như mẹ hiền. Thì đấy, cái quan điểm này chúng ta phải thống nhất. Và làm việc phải thực chất, hiệu quả, thật sự vì nhân dân phục vụ, tránh cái bệnh hình thức. Tránh cái phô trương, thùng rỗng mà kêu to, ý các cụ nói như vậy. Cái thứ hai là phải tiếp cận phát triển ngành y tế một cách tổng thể, toàn diện cả về y tế công lập và y tế tư nhân. Không phân biệt công lập hay ngoài công lập, cần xác định rõ vị trí tầm quan trọng đặc biệt của mình trong tiến trình phát triển bền vững của đất nước. Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, ngành y tế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả 3 trụ cột chống dịch là xét nghiệm, cách ly, điều trị, thực hiện nghiêm 2K cộng vaccine, thuốc cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân, cộng các biện pháp khác. Bộ Y tế, trực tiếp là đồng chí quyền Bộ trưởng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ Bộ Y tế và tổ chức Đảng toàn ngành y tế thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên, kiện toàn lãnh đạo bộ và lãnh đạo y tế các cấp, khẩn trương rà soát, nghiên cứu, kịp thời hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách y tế cho cả trước mắt và lâu dài, quan tâm động viên, nâng cao chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ y tế. Cùng với đó là quan tâm phát triển hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, kết hợp ứng dụng mạnh mẽ khoa công nghệ, đặc biệt là tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp, xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện. Vướng ở đâu phải tháo ở đấy, cấp nào vướng thì cấp đó phải tháo. Nhưng mà các ông chí phải chỉ ra, các địa phương các ông chí chỉ ra cho. Mặc dù là quá giờ rồi nhưng tôi cũng phải nói sâu cái chỗ này. Cứ kêu nó vướng nhưng mà đến lúc vướng ở đâu thì là chả ai chỉ ra được cái gì cả. Thì báo cáo với các ông chí thế, tôi nói là một luật sửa nhiều luật, kêu gọi mãi. Thì nó vướng bao nhiêu luật thì phải sửa, cũng không chỉ nó ra được. Cứ ngồi trên này rồi cứ chẩn đoán, khám lâm sàng, báo cáo với các ông chí thế.
Đoàn khám lâm sàng là trong lúc máy móc các thứ phải chiếu chụp, phải soi chiếu, phải nội soi, phải x-quang, phải MRI thì lại không làm. Đoàn khám lâm sàng để bắt mạch trên này để chẩn đoán bệnh thì báo cáo với các ông chí khó lắm. Tôi đề nghị các ông chí chủ tịch và vào cuộc cái này cố gắng vì cái chung khẩn trương rà soát các quy định về xã hội hóa, hợp tác công tư, phát triển y tế tư nhân và sớm hoàn thành phương án thực hiện chủ trương tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Cái này tôi thấy từ cái ngày chị Tiến tôi đến đây làm việc là cứ nói đi nói lại mãi nhưng tôi không biết tại sao chưa làm được, vướng ở đâu. Tiếp tục thực hiện lộ trình về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế gắn với giảm chi tiền túi của người dân. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Các bộ, ngành, cơ quan cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, trước mắt là xử lý các vấn đề cấp bách như mua sắm, đấu thầu, đầu tư, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên ngành y tế, đồng thời phối hợp tham gia xây dựng thể chế chính sách y tế. Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, tuyên truyền, nhất là tình hình và các biện pháp phòng chống dịch. Ngành y tế cần tận dụng lợi thế của nước ta về dược liệu, tập trung nghiên cứu phát triển công nghiệp dược, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất thuốc, vaccine trong nước, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo nhân lực, tham khảo các kinh nghiệm, quản lý, nhất là chuyển đổi số, phát triển công nghiệp dược, góp phần đưa ngành y tế phát triển nhanh và bền vững, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cao cả chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và nhân dân ấm no, hạnh phúc. Thực hiện chương trình phục hồi kinh tế xã hội 2022-2023, tại thành phố Hồ Chí Minh có 6 dự án nhà ở xã hội được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với gói hỗ trợ lãi suất 2%. Theo quy định, chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ ở các địa phương khi vay vốn ngân hàng thương mại sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 2% lãi vay thương mại tại thời điểm vay vốn, gói hỗ trợ lãi suất 2%. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 6 dự án được vay vốn ưu đãi theo dạng này, gồm dự án nhà ở xã hội ở phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại quận 10, dự án nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân thuê tại cụm công nghiệp, thành phố Thủ Đức. Tổng cộng có được vay ưu đãi hơn 1.600 tỷ đồng để xây dựng khoảng 2.800 căn hộ. Bên cạnh đó, có 3 dự án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn quận 1 và quận Tân Bình cũng đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi. Trong thời gian qua, tại tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ vốn, tạo việc làm ổn định cho lực lượng dự bị động viên và dân quân tại địa phương. Ngoài tham gia phát triển kinh tế, hai lực lượng này còn đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mô hình tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên Đồng Tháp thực hiện nghĩa vụ quân sự và mô hình vay vốn xoay vòng không tính lãi. Đến nay, qua 2 năm, đã hỗ trợ cho 40 đồng chí trong lực lượng dân quân và dự bị động viên vay từ 20 đến 30 triệu đồng. Qua cái nguồn vốn của Ban Chỉ huy sự huyện cho anh em lực lượng dân quân với dự bị động viên vay vốn xoay vòng thì qua đó thì cũng tạo điều kiện cho anh em có cái nguồn vốn trong cái lúc mà khó khăn với. Hiện nay có gần 400 thanh niên trước khi nhập ngũ được tặng sổ tiết kiệm với giá trị từ 5 đến 10 triệu đồng. Từ nguồn vốn này đã giúp cho anh em có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Từ cái lúc mà em tham gia cái tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp là thu nhập nó ổn định. Rồi mình cũng có thời gian là chăm sóc gia đình, rồi thời gian chăm sóc vườn kiểng ở gia đình mình luôn. Rồi cũng hoàn thành được cái nhiệm vụ dự bị động viên khi mà đơn vị cần. Thời gian qua, các đơn vị địa phương trong tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều mô hình tạo việc làm, hỗ trợ vốn giúp cho lực lượng dân quân và dự bị động viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Điều đó góp phần cho công tác xây dựng lực lượng tại địa phương vững mạnh và sẵn sàng huy động thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Hưởng ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 20 tháng 8, Vườn Ươm Doanh nghiệp Công nghệ Cao Di động phát động cuộc thi DigiTrends EdTech 2022 với chủ đề ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Cuộc thi DigiTrends EdTech 2022 nhằm tìm kiếm và phát huy ý tưởng chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục, tạo sân chơi đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, học sinh, sinh viên,
Cuộc thi sẽ tập trung vào hoạt động huấn luyện, tư vấn chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ, phục vụ hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục như STEM, tư duy đổi mới sáng tạo cho học sinh, lập trình, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, nâng cao kỹ năng trong hoạt động xây dựng và phát triển dự án. Thông qua cuộc thi, các dự án được hoàn thiện và phát triển ý tưởng, sản phẩm, cơ hội hợp tác và thương mại hóa sản phẩm từ đơn vị đồng hành. Cuộc thi kỳ vọng thu hút hơn 1.000 người tham gia là các start-up, dự án sinh viên và học sinh từ các trường đại học, phổ thông, trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang. Liên quan đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Trường Mỹ, Công an huyện Trường Mỹ cho biết danh tính đối tượng là Nguyễn Thị Tuyến, sinh năm 1989, trú tại xã Thụy Hương, huyện Trường Mỹ, thành phố Hà Nội. Do cả tin nên Nguyễn Thị Tuyến đã mắc bẫy kẻ lừa đảo. Trong lúc túng quẫn, Tuyến biết được tâm nguyện của một đồng nghiệp là muốn tìm trẻ sơ sinh để nhận làm con nuôi nên ý đồ phạm tội nổi lên. Tuyến tin rằng nếu giúp được đồng nghiệp thì sẽ được cảm ơn và bù đắp khoản tiền bị lừa. Khoảng 20 giờ ngày 19 tháng 8 thì Tuyến đến Bệnh viện Đa khoa huyện Trường Mỹ, sau đó giả làm nhân viên bệnh viện và lẻn vào khoa sản tìm một bé sơ sinh và bế ra ngoài. Khi di chuyển thì Tuyến mặc trang phục của nhân viên y tế không có logo bệnh viện và có nhiều biểu hiện nghi ngờ nên đã bị một bác sĩ giữ lại. Hiện Công an huyện Trường Mỹ đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyến để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, xử lý theo quy định pháp luật. Tỉnh Hải Dương là nơi có nhiều làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, trải qua thời gian, nhiều làng nghề đã mai một đi nhiều. Để làng nghề truyền thống phát triển phù hợp với xu thế của thời đại thì cần phải được quan tâm, đầu tư hơn. Thôn Hoàng Dương, xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương hiện còn gần 20 hộ còn làm nghề nặn tò he. Nếu như trước kia, nặn tò he là nguồn thu nhập chính được người dân nơi đây làm quanh năm, thì nay, chỉ khi có đơn đặt hàng hoặc gần rằm tháng 8 âm lịch hàng năm, mọi người mới bắt tay vào làm nhằm lưu giữ nghề truyền thống. Đất lẻ quê thoái các cụ truyền lại, cũng tập trung làm một con để cho các cháu trước tiên ra một nhà mình. Thế xong ra ngoài còn thừa đâu thì bán ra ngoài thị trường. Thế ai cần ai mấy thì ta dùng thôi. Thế còn nói chung là cũng... Nói chung cái này thì nó không nó như là các nghề khác. Nghề này thật ra thì sau này mai mốt nó cũng hết. Mai mốt sẽ hết. Vì thật ra cái lớp trừ chúng tôi thì còn ấy được. Chứ còn sau này cái lớp trẻ thì chắc là không ai làm nữa. Làng nghề thêu Xuân Nẻo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Hiện chỉ còn khoảng 10 hộ giữ nghề thêu và tập trung nhau lại để làm. Do đó thị trường không phát triển được. Người làm nghề thu nhập thấp. Chính vì vậy, người trẻ tuổi nơi đây thường đi làm nghề khác, mang lại thu nhập cao hơn nghề truyền thống. Nói thực ra là cái nghề này tôi, gia đình nhà tôi từ trước nay là yêu cái nghề này lắm. Thế cho nên là tuy rằng thu nhập của cái nghề này nó không được cao như những nghề khác, hoặc là bây giờ cái lớp trẻ bây giờ đa số là đi công ty rồi đi những cái ngành nghề khác ấy. Toàn tỉnh Hải Dương hiện còn 66 làng nghề đã được cấp giấy chứng nhận và hoạt động, nhưng hầu hết là theo phương thức sản xuất gia đình. Để phát triển, tồn tại, thì làng nghề truyền thống cần được gắn kết với các chương trình xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và bảo vệ môi trường sinh thái. Đến đây thì phần tin trong nước của chương trình Thời sự 22 giờ hôm nay đã khép lại.